Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm để C03 áp dụng tội danh không nhất quán, tạo điều kiện cho việc chạy án làm giàu. Vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, kết luận điều tra của Bộ Công an cho thấy cơ quan cảnh sát điều tra C03 đã áp dụng các tội danh hoàn toàn khác nhau với cùng một hành vi nhận hối lộ. Nếu so sánh tội danh của các thành viên đoàn thanh tra liên ngành đối với ngân hàng SCB sẽ thấy điều đó. Đây là lỗi cố ý làm trái của cơ quan điều tra C03 của Bộ Công an. Nó sẽ tạo điều kiện cho việc chạy án, một hiện tượng hết sức phổ biến hiện nay ở Việt Nam. Cụ thể, hành vi lũng đoạn hoạt động ngân hàng SCB của bà Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại hàng trăm ngàn tỷ. Lý do là vì các cơ quan chức năng không kịp thời ngăn chặn, trong đó có trách nhiệm của đoàn thanh niên liên ngành của chính phủ. Bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Được biết, đoàn thanh tra liên ngành bao gồm cơ quan thanh tra, giám sát thuộc ngân hàng nhà nước, thanh tra chính phủ, ủy ban giám sát tài chính quốc gia và kiểm toán ngân hàng nhà nước được thành lập vào tháng 8 năm 2027. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đoàn thanh tra liên ngành có trách nhiệm kiểm tra hoạt động cấp tín dụng kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2014 và thực trạng nợ xấu, kế hoạch tái cơ cấu, các khoản lãi và phí phải thu, đánh giá hoạt động quản trị hội sở chính và 12 chi nhánh của thương mại cổ phần ngân hàng SCB. Căn cứ vào kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra C03, Bộ Công an cho biết đoàn thanh tra ngân hàng SCB nói trên gồm 18 thành viên do bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng thuộc ngân hàng nhà nước làm trưởng đoàn. Tất cả các thành viên trong đoàn đều đã nhận tiền từ ngân hàng SCB để mà thay đổi kết quả thanh tra và che giấu sai phạm của ngân hàng này. Riêng bà Đỗ Thị Nhàn với tư cách là trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ bằng tiền mặt với số tiền khủng khiếp lên tới 5,2 triệu đô la. Điều đó đã cho thấy mức độ phạm tội kinh hoàng của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan, cộng với sự tiếp tay của không ít quan chức cấp cao của chính quyền, đã làm vô hiệu hóa hệ thống pháp lý kiểm soát của nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng. Và đây dường như mới là chỉ phần nổi của một tảng băng chìm. Về chiều sâu của nó, chắc chắn còn rất nhiều ngân hàng và những hoạt động tương tự chưa bị phát hiện. Trở lại về vấn đề, cơ quan cảnh sát điều tra C03 đã xử lý các đối tượng nhận hối lộ trong vụ việc này. Rõ ràng đã có biểu hiện thiên vị, thiếu công bằng và không chính trực. Cụ thể, trong đoàn thanh tra liên ngành làm việc với ngân hàng SCB có bà Đỗ Thị Nhàn trong vai trò là trưởng đoàn, và ông Nguyễn Văn Hưng, phó chánh thanh tra, phụ trách cơ quan thanh tra, giám sát của ngân hàng nhà nước. Cả hai vị này cùng nhận tiền của ngân hàng SCB, cùng nhất trí kiến nghị cho SCB được tái cơ cấu, cùng đồng ý đưa SCB ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm của Việt Nam cũng là một người rất tài tiếng. Theo kết luận điều tra, đổi lại sự ưu ái của SCB, ông Hưng được biếu quà 390.000 đô la, bà Đỗ Thị Nhàn được biếu tới 5,2 triệu đô la. Ngoài ra, tất cả những thành viên còn lại của đoàn thanh tra này đều được biếu tiền, người nhận ít nhất là 100 triệu, người nhận nhiều nhất là 40.000 đô la. Tuy nhiên, dù 100% thành viên đoàn thanh tra SCB nhận tiền, chỉ có duy nhất bà Đỗ Thị Nhàn bị đề nghị truy tố với tội danh nhận hối lộ. Những người còn lại chỉ là đề nghị truy tố tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Chưa kể tới trong số có 7 người đã nhận quả hối lộ nhưng lại được cơ quan công an bỏ qua, không truy cứu trách nhiệm hình sự với lý do chỉ tham gia một phần việc do tổ trưởng giao phó, chủ động khai báo về sai phạm, nộp lại tiền đã nhận và tích cực hợp tác điều tra. Công luận đặt câu hỏi nghi ngờ về sự công bằng và chính trực của Bộ Công an trong việc áp dụng luật không nhất quán. Tại sao cùng hành vi nhận tiền hối lộ của ngân hàng SCB, vậy mà có người bị buộc tội nhận hối lộ, có người chỉ là lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ? Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an Hà Nội bị cáo là chạy án trong vụ chuyến bay giải cứu. Quan trọng hơn, vì đám quan tham nhận tiền hối lộ và tiếp tay cho việc đổi trắng thay đen, khiến cho tình trạng sức khỏe thực sự của ngân hàng SCB giảm sút và dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vậy lý do gì mà 7 cá nhân vốn là cán bộ của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia và Kiểm toán Nhà nước lại được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự? Trong lĩnh vực bảo vệ pháp luật ở Việt Nam,
quy trình điều tra xét xử các vụ án đều áp dụng tiêu chuẩn kép, có nghĩa là hai vụ việc giống nhau được xử lý bằng các tiêu chuẩn khác nhau. Điều 16 của Hiến pháp Việt Nam vào năm 2013 sửa đổi đã hiến định rõ ràng như sau: mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Quan trọng hơn, kẽ hở này của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ tạo điều kiện cho việc chạy án. Điều đó đồng nghĩa với việc cổ suý cho hành động nén bạc, đâm toạc tờ giấy, là điều rất nguy hiểm cho xã hội và đất nước Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Lâm để C03 áp dụng tội danh không nhất quán, tạo điều kiện cho việc chạy án làm giàu. Vụ Vạn Thịnh Phát với triết lý mua được bằng rất nhiều tiền, Trương Mỹ Lan có đánh gục được Tô Lâm hay không? Chưa bao giờ câu triết lý cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền của chùm xã hội đen Nam Cam lại được các quan chức nhà nước Việt Nam và các doanh nghiệp, đại gia, các tỷ phú áp dụng một cách lão luyện như thời điểm hiện nay. Vụ án Vạn Thịnh Phát mà bà Trương Mỹ Lan trong vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị đã chiếm đoạt lên tới 304.000 tỷ đồng là một ví dụ điển hình. Cụ thể, bà Trương Mỹ Lan sẵn sàng chơi đẹp, hối lộ cho một lãnh đạo cấp cao là bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số tiền cực lớn, lên tới 5,2 triệu đô la. Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, vụ Vạn Thịnh Phát có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ. Công luận thấy rằng đây là một thảm họa của công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát của bộ máy nhà nước ở Việt Nam. Vụ này cho thấy những lỗ hổng vô cùng lớn, đồng thời bộc lộ ra những yếu kém trầm trọng của bộ máy nhà nước. Một con voi to đùng đã trôi lọt qua một lỗ kim nhỏ xíu của cả hệ thống quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng và phát hành trái phiếu. Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa ở Đồng Tháp đã đưa ra một tuyên bố được ví như một trái bom tấn khi ông Hòa nói rằng vụ đại án Vạn Thịnh Phát mới chỉ là phần nổi của đại nạn chưa bị lộ. Tờ báo Dân Việt vào ngày 21 tháng 11 đưa tin dưới tiêu đề đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, vụ Vạn Thịnh Phát có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ. Theo đó, tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ 6 sáng 21 tháng 11, Quốc hội thảo luận tại nghị trường. Phát biểu thảo luận liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp cho biết bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã làm khống cả ngàn hồ sơ để vay và chiếm dụng trên 1 triệu tỷ đồng của ngân hàng SCB, trong đó có trên 500.000 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng. Thậm chí trưởng đoàn thanh tra của ngân hàng nhà nước nhận hối lộ tiền mặt lên tới 5,2 triệu đô la. Đây là vụ nhận hối lộ bằng tiền mặt nhiều nhất từ trước đến nay, và vụ án này là số lượng tiền bị chiếm dụng có khả năng bị thất thoát cũng nhiều nhất. Vẫn theo ông Hòa khẳng định, vụ này có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ, còn những tảng băng khác chưa bị vỡ. Điều đó có nghĩa là còn rất nhiều các đại án tương tự chưa bị lộ. Việc để tồn tại các tập đoàn kinh doanh bất động sản có sở hữu chéo, có ngân hàng riêng khiến họ dễ dàng lũng đoạn. Nghĩa là họ vừa là chủ ngân hàng, vừa là doanh nghiệp đi vay ngân hàng để buôn đất, để đầu tư bất động sản. Điều này cho phép các doanh nghiệp cỡ lớn dễ dàng gian lận theo kiểu tự xin vay bằng tay trái và tự cho vay bằng tay phải. Bà trùm Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Qua phát biểu của đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, dư luận đánh giá rằng cái tảng băng chìm, tức là các hoạt động liên quan đến việc cấp tín dụng trong các hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, lâu nay vẫn đầy rẫy vi phạm, nhưng suốt hàng chục năm qua vẫn không bị lộ. Lý do là luôn có tiền lót tay khá dày cho các quan chức chịu trách nhiệm thanh tra, giám sát hoạt động của các ngân hàng. Mà một khi đã nhận hối lộ thì họ sẽ ngậm miệng ăn tiền. Trao đổi với phóng viên của tờ báo Thời báo.de về tình trạng kể trên, một lãnh đạo trong hệ thống ngân hàng Việt Nam đã nghỉ hưu tiết lộ với yêu cầu giấu danh tính vì vấn đề an ninh, cho rằng liên quan những hệ lụy xấu trong hoạt động của ngân hàng ở Việt Nam, Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO cách đây 15 năm đã từng cảnh báo rằng Việt Nam có quá nhiều ngân hàng, đa số là các ngân hàng nhỏ, hoạt động thiếu minh bạch, đặc biệt về tình trạng sở hữu chéo trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB của bà Trương Mỹ Lan ra đời trong bối cảnh đó. Vạn Thịnh Phát đã thâu tóm 3 ngân hàng nhỏ vào năm 2011
với người nắm giữ cổ phần lớn nhất trên 90% chính là bà chủ Trương Mỹ Lan. Ngay từ đầu trong hoạt động của ngân hàng SCB, theo kết luận điều tra của Bộ Công an, tập đoàn Vạn Thịnh Phát hầu như không sử dụng phương thức thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng mà toàn sử dụng tiền mặt. Đến mức tiền mặt được chở bằng ô tô trong các giao dịch là điều hết sức bất thường, ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm. Hơn nữa, việc mua bán tài sản cổ phần của Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan không cần có giấy tờ làm bằng. Với kích thước kinh doanh như vậy, giới chuyên gia cho rằng đúng theo bài của các băng đảng mafia, để phục vụ cho việc rửa tiền, không có giấy tờ bằng chứng gì cả, chỉ bằng niềm tin và sự ràng buộc bằng luật của thế giới ngầm. Vậy tại sao Bộ Máy An ninh Kinh tế và Hệ thống Tình báo của Việt Nam suốt 12 năm không hề phát hiện ra để mà xử lý sớm? Hay là triết lý cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền của chùm xã hội đen Nam Cam đã xâm nhập tới cả những lĩnh vực này, kể cả Bộ Công an cũng như Bộ trưởng Tô Lâm? Tờ Thời báo.d sẽ có câu trả lời từ quý vị trong các phần bình luận tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin vụ Vạn Thịnh Phát với triết lý mua được bằng rất nhiều tiền. Trương Mỹ Lan có đánh gục được Tô Lâm hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.d.